Rồi bây giờ mình đi ăn ghé ở quán Hương Việt ở chỗ khu BKMX các bạn, tòa nhà BKMX trước. Rồi ghé Hương Việt 2. À, Hương Việt 2 ngay đường 34 đối diện với tòa nhà BKMX. Ở ngay chỗ bên đây, gần đây cũng có Hương Việt và Hương Việt 1 rồi. À, các bạn vào đây ăn uống 5 người. Ôi, chỗ này trang hoàng tết đẹp. Một 664 bà lăng. Hôm nay là tết Việt, cá tay tự, gà tre, mực, lẩu. Thử dùng một. Nước cá nè, món đây này đó, ăn đi ở nhà hàng Hương Việt 2 này. Đây là mực sữa chiên nước mắm này, 105 ngàn này, 105. Cơm chiên tỏi cái này 65 rồi. Chỗ này là cua đồng súp bánh đa này, cua đồng súp bánh đa 89 nha. 89 ngàn. Ly nước mát này một ly 25 ngàn. 89 ngàn. 65 ngàn. Cơm chiên tỏi. Mực. 105 ngàn. Hấp dẫn á. À. Nước mát, nước xanh mát. Có táo nữa, bỏ táo lên nha. 25 ngàn ly. Ly khủng to cho bác. Mực sữa chiên nước mắm 105 ngàn. Ăn đi. Cơm chiên tỏi nè, cũng ngon được rồi. 65 ngàn nữa. Nè, thêm món này nè, món tôm sú dẻo gì em. Tôm rang sú dẻo 65 ngàn. À, chẳng bao nhiêu cái sĩ nha. Cái máy lớn nhỏ nhỏ chứ to này cho là mấy con nửa con nhỏ nhỏ không? 5 con. Tôm sú dẻo 65 ngàn. Món bánh ta ăn sốt cũng được á. Cơm chiên tỏi hả? Còn món lẩu nữa. Món lẩu cá tầm 200 mấy ngàn. Này, tiếp tục món mới là món chậu bò nè. Chậu bò này 169 ngàn. Ăn cho mắm tráng bún. Được 2, 4, 6, 7, 8 rồi. 8 xiên. Cái này mình chấm mắm nêm. Mỗi xiên tính là 20 ngàn á. Tiếp hai món cuối là đậu hũ dồi bắp thảo nè.
trà bông, đúng mắt bà trà bông. Cái này lẩu có cái tầm nè, cái tầm bỏ vô rồi, bỏ rau vô luôn rồi. À, bỏ vô hết rồi. Nằm dưới rồi, đó cái tầm đó. Quá trời luôn đó, cái tầm. Cái này 200 mấy ngàn thôi. Cái này 225 ngàn. Còn cái đậu hũ bắp thảo này là như 95 ngàn. Rồi. Để em thấy à. Ờ. Cái một thời gian anh tạc à, thấy rồi. Tính tiền đi. Hãy mấy cái đó lại. Chiêu chưa? Một cái buồn này là Sài Gòn này. Là Sài Gòn. Là cái phòng nào Sài Gòn. Thủ dụ 1, em mình ngồi vô thủ dụ 1. Nhiều á. Một triệu 021 ngàn. Một triệu, 021 ngàn. Bây giờ mới lô được khó khăn. Cơm chiên tội đòi nữa. Bao nhiêu lâu nay không có xài cái đó nè, có chị ờ xong rồi về thôi, về chưa hết. Tổng cộng 1.021.000 tiền đó món được ăn no đi. No luôn, anh đính cái món lẩu cuối cùng là no là không muốn ăn nữa. Cái bình người 5 người. Người 200 ngàn. Bye bye, sau một bữa no nê là mình đi về thôi. Các bạn nhớ nhấn like, chia sẻ video và đăng ký theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.